Lâm hoang mang vì có cảm giác lạ khi ở bên Vân Anh. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Đã từ rất lâu rồi, chưa ai có thể làm cho Lâm nở một nụ cười tươi như vậy. Cái cảm giác khi Lâm ở bên cạnh Vân Anh khiến cho anh ấy cảm thấy lạ lùng. Không hiểu sao khi ở bên cạnh cô trợ lý, Lâm cảm thấy bản thân mình vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Cảm giác mà chỉ có ở bên cạnh Thi, Lâm mới có được. Lâm nhận thấy có điều gì đó không đúng lắm. Tối hôm đó, Lâm thắp vài ngọn nến trên bàn thờ của Thi rồi đứng ngẩn ngơ nhìn vào di ảnh của cô ấy. Linh bước lên cầu thang thì thấy cảnh này. Thoạt đầu, cô ta cũng giật mình vì đây là khu vực thờ cúng dành riêng cho Thi, mà giữa đêm như vậy lại có người đứng trước bàn thờ. Đã vậy, không nói không rằng gì cả mà cứ đứng nhìn chăm chăm, khiến cho Linh cũng phải sợ hãi. Sau khi định thần trở lại thì Linh phát hiện người đó chính là Lâm. Linh hỏi Lâm đang làm gì ở đây vậy. Lâm vẫn ánh mắt không rời tấm di ảnh. Anh ấy giải thích rằng đã lâu lắm rồi Lâm mới có thể tìm lại được cảm giác vui vẻ khi ở bên cạnh một ai đó. Nhưng cảm giác này nó lạ lắm. Nó không giống như bình thường, mà giống như là Lâm đang ở bên cạnh Thi vậy. Lâm muốn thử xem có phải vì những ngọn nến này mà đã khiến cho anh ấy bị ảo giác hay không. Nhưng đứng từ nãy tới giờ, Lâm vẫn không thấy có gì khác lạ cả. Có lẽ là vì Vân Anh có quá nhiều sở thích giống Thi, cộng với những ngọn nến này đã khiến cho Lâm lầm tưởng. Linh nghe như vậy thì khuyên Lâm đừng nên suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Giờ cũng đã quá khuya rồi, Lâm cũng nên về phòng của mình để nghỉ ngơi đi. Ngoài miệng thì Linh xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong cô ta giống như sóng ngầm vậy. Linh thầm nghĩ, Vân Anh thật sự rất cao tay, còn biết luôn cả những sở thích của người vợ quá cố của Lâm để lợi dụng nó mà tấn công anh ấy. Linh không thể nào để cho chuyện này tiếp diễn mãi được. Cô ta nhất định phải ra tay càng sớm càng tốt. Quay lại với câu chuyện của công ty Thành Tín trong cuộc họp hội đồng quản trị với toàn thể các thành viên trong công ty để bàn bạc kế hoạch làm sao lấy được dự án mà Phượng đang theo đuổi. Một số nhân viên đã tỏ ra bất mãn vì sự theo đuổi một dự án trong vô vọng như vậy thì thật sự rất mất thời gian và không xứng tầm với một công ty lớn mạnh như Thành Tín. Nhưng Phượng dưới sự nâng đỡ của ông Tài đã mạnh dạn nói với mọi người rằng cô ta làm như vậy là vì có mục đích riêng của mình. Nếu thắng được dự án này thì danh tiếng của công ty sẽ càng được đề cao hơn, nên không có việc gì gọi là không xứng tầm ở đây hết. Người nhân viên kia muốn phản bác lại nhưng còn chưa kịp thì ông Tài đã xen vào và nói là cứ để dự án này cho Phượng lo. Ông Tài tin rằng với năng lực của Phượng thì cô ấy sẽ có thể làm được. Những gì Phượng nói không phải là không có lý, cứ để cho cô ấy chứng tỏ năng lực của mình. Sau đó thì cuộc họp kết thúc, các nhân viên ra về trong sự khó chịu, còn riêng Phượng thì hết lời cảm ơn ông Tài vì đã nói đỡ cho mình. Nhưng ông Tài làm như vậy thì sẽ không tránh khỏi sự dò xét của các thành viên khác trong công ty. Với tình cảm lén lút của hai người họ, liệu đến bao giờ thì chuyện này mới được phanh phui? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.